Xin chào các bạn đang xem video của Vietnam Discovery. Đà Lạt là một thành phố trực thuộc tỉnh và tỉnh lỵ tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển và diện tích tự nhiên 393,29 km. Với nhiều cảnh quan đẹp, Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam. Trong thời Pháp thuộc, tên tiếng Latin đặt Aliis Laetitium Aliis Temperium có nghĩa là cho những người này niềm vui, cho những người khác sự mát mẻ. Đà Lạt được mệnh danh thành phố mù sương, thành phố ngàn thông, thành phố ngàn hoa, xứ hoa anh đào hay tiểu Paris. Từ xa xưa, vùng đất này vốn là địa bàn cư trú của những cư dân người Lạch, người Chile và người Sre thuộc dân tộc Cơ Hò. Cuối thế kỷ 19, khi tìm kiếm một địa điểm để xây dựng trạm nghỉ dưỡng dành cho người Pháp ở Đông Dương, toàn quyền Paul Dume đã quyết định chọn cao nguyên Lâm Viên theo đề nghị của bác sĩ Alexander G.I.S. Xanh, người từng thám hiểm tới nơi đây vào năm 1893. Trong nửa đầu thế kỷ 20, từ một địa điểm hoang vu, người Pháp đã quy hoạch và xây dựng lên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, khách sạn và trường học, một trung tâm du lịch và giáo dục của Đông Dương khi đó. Trải qua những khoảng thời gian thăng trầm của hai cuộc chiến tranh cùng giai đoạn khó khăn những thập niên 1970-1980, Đà Lạt ngày nay là một thành phố khá đông dân. Đô thị loại một trực thuộc tỉnh, giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng của tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên, hướng đến là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Với độ cao 1.500m so với mực nước biển và được các dãy núi cùng quần hệ thực vật rừng bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Lịch sử hơn một thế kỷ cũng để lại cho thành phố một di sản kiến trúc giá trị, được ví như một bảo tàng kiến trúc châu Âu thế kỷ 20. Những tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú giúp Đà Lạt trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới thăm viếng và nghỉ dưỡng. Đà Lạt còn là một trung tâm giáo dục và nghiên cứu khoa học, một thành phố đa dạng về tôn giáo với sự hiện diện của hàng trăm ngôi chùa, nhà thờ, tu viện. Vị trí địa lý. Thành phố Đà Lạt có diện tích 394,64 km2. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, nơi có độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển. Cách thành phố Hồ Chí Minh 307 km về phía Bắc, cách Hà Nội 1.500 km và cách Đà Nẵng 658 km về phía Nam. Thành phố có vị trí địa lý. Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Đơn Dương. Phía Tây giáp huyện Lâm Hà. Phía Nam giáp huyện Đức Trọng. Phía Bắc giáp huyện Lạc Dương. Hàng trăm năm trước đây, Đà Lạt là địa bàn cư trú của người Lạch, vốn là cư dân của toàn bộ cao nguyên Lang Biang. Đà Lạt có diện tích hơn 400 km, bao bọc bởi các đỉnh núi cao và dãy núi liên tiếp. Phía Bắc và Tây Bắc giới hạn bởi dãy Choromui, Iodamiut, 1816 m, Tây Bắc dựa vào chân dãy núi Chư Iang Kae, 1921 m, thuộc quần sơn Lang Biang mà đỉnh cao nhất là Chư Iang Sinh, 1408 m. Phía Đông là chân dãy núi Bi Đắp, 2.278 m, dốc xuống cao nguyên Ran. Phía Đông Nam chắn bởi dãy Cho Prolin, 1.629 m. Phía Nam và Tây Nam có dãy núi Voi, 1.754 m và Iang Soreng bao bọc. Địa hình, cao trung bình so với mặt biển là 1.500 m. Nơi cao nhất trong trung tâm thành phố là nhà bảo tàng, 1.532 m. Nơi thấp nhất là thung lũng Nguyễn Tri Phương, 1.398,2 m. Dân số Đà Lạt từ kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2022 là 237.565 người. Đây là đô thị miền núi đông dân đứng thứ hai cả nước, chỉ sau thành phố Buôn Ma Thuột. Tiềm năng du lịch. Được ví như một tiểu Paris, Đà Lạt từng mộng mơ và nên thơ nhờ cái lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm và những dải rừng thông bao quanh thành phố. Không gian này tuy vậy đã phần nào bị mất đi cái chất Pháp trong các kiến trúc biệt thự thiếu chăm sóc hay bị sửa đổi không phù hợp. Du lịch tuy là một thế mạnh song cũng là yếu tố làm thay đổi Đà Lạt theo hướng đô thị hóa. Đồi Cù nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt nằm kế bên là Hồ Xuân Hương, do vậy thường được nhắc đến như một địa danh dính liền nhau. Nhiều người cho rằng Đà Lạt sẽ kém phần mỹ lệ nếu thiếu Đồi Cù và Hồ Xuân Hương. Năm 1942, khi thiết kế đồ án quy hoạch thành phố Đà Lạt, kiến trúc sư Lajike đã khoanh vùng Đồi Cù như một khu vực bất khả xâm phạm nhằm tạo một tầm nhìn thoáng đãng cho Đà Lạt. Về sau, một kiến trúc sư người Anh đã thiết kế biến Đồi Cù thành sân golf 9 lỗ khá nổi tiếng của vùng Đông Nam Á, và hiện nay Đồi Cù đã được nâng cấp thành sân golf 18 lỗ. Tên Đồi Cù không rõ có từ bao giờ và vì sao gọi là Đồi Cù lại có hai hướng lý giải. Có người cho rằng những quả đồi thoai thoải nơi đây khi nhìn từ xa giống như tấm lưng trần của những con cù khổng lồ nên đã ví von gọi là Đồi Cù. Cũng có người giải thích sở dĩ có tên Đồi Cù vì nơi đây là một địa điểm chơi golf hay còn gọi là đánh cù.
Hồ Xuân Hương nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt và bên cạnh đồi Cù. Hồ thực chất là hồ nhân tạo được xây dựng vào năm 1919 do sáng kiến của Cun Hác. Để tạo thành hồ, người ta đắp một cái đập chắn dòng suối chảy qua thung lũng. Hồ có diện tích mặt nước rộng 25 ha, chu vi dài 5,1 km. Xung quanh hồ nhiều kiến trúc độc đáo có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao được xây dựng như khách sạn Palace, thao trường Lâm Viên, nhà nghỉ công đoàn, nhà hàng Thanh Thủy, Thủy Tạ. Trước kia hồ có tên gọi Grand Lạc, hồ lớn. Vào buổi sáng sớm sương mù hiện lên rất đẹp và thơ mộng. Hồ Suối Vàng là hồ nước ngọt lớn nhất tại Đà Lạt, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố qua đập tràn của công ty cấp nước Đà Lạt. Thung lũng Suối Vàng còn là điểm đến du lịch nổi tiếng với vườn hoa và rừng thông. Công viên hoa Đà Lạt nằm quanh trên bờ phía bắc của hồ Xuân Hương, trên thung lũng của đồi Cù. Trước đây công viên hoa Đà Lạt có tên là Bích Câu, hiện nay diện tích của công viên hoa được mở rộng tới 7.000 m với cách bố trí thoáng đãng, tạo ấn tượng cho người trượt ghé. Các loại hoa và cây cảnh nổi tiếng của Đà Lạt được trồng tỉa chăm sóc chu đáo, cảnh sắc tươi mát, phong phú bốn mùa. Hàng năm thường tổ chức lễ hội hoa và là thông điệp nhằm mời gọi, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài phát triển Đà Lạt và các vùng phụ cận trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu hoa của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Khí hậu. Do nằm ở độ cao 1.500 m và được các dãy núi cùng quần hệ thực vật rừng, đặc biệt là rừng thông bao quanh, nên đối lập với khí hậu nhiệt đới gió mùa của miền Trung và khí hậu nhiệt đới savan ở miền Nam, thành phố Đà Lạt có một khí hậu miền núi ôn hòa dịu mát quanh năm. 45. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới savan, Đà Lạt có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Còn mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Vào mùa khô, Đà Lạt chịu ảnh hưởng của khối không khí biển Đông, mang lại thời tiết nắng ấm, ít mây, không mưa, nhiệt độ hạ thấp về ban đêm và biên độ nhiệt lớn. Trong những tháng mùa mưa, gió mùa Đông Bắc hầu như không còn ảnh hưởng đến Đà Lạt, thay thế bởi khối không khí xích đạo từ phía Nam tràn lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam mang lại nguồn ẩm chủ yếu cho những trận mưa lớn và những đợt mưa kéo dài nhiều ngày. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của khối không khí nhiệt đới Thái Bình Dương, trong mùa mưa vẫn có những thời kỳ thời tiết tạnh giáo. Nhiệt độ trung bình tháng ở Đà Lạt luôn dưới 20 C, ngay cả trong những tháng nóng nhất. Tuy vậy, Đà Lạt cũng không phải là nơi có nhiệt độ trung bình tháng thấp nếu so với các tỉnh thành phố miền Bắc có khí hậu cận nhiệt đới. Trong những tháng mùa đông, nhiệt độ trung bình tháng vẫn trên 15 độ C. Theo số liệu thống kê từ năm 1964 tới năm 1998, nhiệt độ trung bình năm ở Đà Lạt là 2.9 độ C. Trong đó năm 1973 có nhiệt độ trung bình cao nhất lên đến 18,5 độ C, còn năm 1967 nhiệt độ trung bình xuống thấp nhất 17,4 độ C. Nếu so sánh với Sapa, thị xã nghỉ dưỡng ở miền Bắc ở độ cao 1.581 m so với mặt biển và nằm trong vùng cận nhiệt đới, thì nhiệt độ trung bình năm ở Đà Lạt cao hơn 2,6 độ C. Về giao thông. Do đặc điểm địa hình, giao thông Đà Lạt chỉ gồm đường bộ, đường sắt và đường hàng không, nhưng hiện nay chỉ giao thông đường bộ và đường hàng không thực sự hoạt động. Tuyến đường quan trọng nhất nối Đà Lạt với các thành phố khác là quốc lộ 20. Con đường này giao với quốc lộ 1 tại ngã ba Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, từ đó hướng về thành phố Hồ Chí Minh và nối với quốc lộ 27 tại Zran để về Phan Giang và các tỉnh Nam Trung Bộ. Tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt được xây dựng từ năm 1903 đến năm 1928, tới năm 1932 bắt đầu khai thác vận tải toàn tuyến. So với các tuyến đường sắt khác ở Việt Nam, tuyến Tháp Chàm Đà Lạt độc đáo nhờ sử dụng hệ thống đường sắt giang cưa, gồm 3 đoạn từ sông Pha lên tới Đà Lạt, tổng cộng gần 16 km. Điểm cuối của tuyến đường sắt này là nhà ga Đà Lạt, xây dựng từ năm 1932 đến năm 1938, một công trình kiến trúc độc đáo do hai kiến trúc sư người Pháp Reveron và Monset thiết kế. Đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt được sử dụng tới năm 1972, khi chiến tranh Việt Nam trở nên khốc liệt, tuyến đường buộc phải ngừng hoạt động. Từ năm 1991, thành phố Đà Lạt cho khôi phục 7 km đường sắt từ Đà Lạt tới Trại Mát, kết hợp cùng nhà ga Đà Lạt để phục vụ du lịch. Nơi đây ngày nay trở thành một trong những điểm hấp dẫn du khách của thành phố. Mặc dù không còn kết nối trực tiếp với hệ thống đường sắt Việt Nam, nhà ga vẫn bán vé tàu cho hành khách và có xe trung chuyển từ ga Đà Lạt đến ga Nha Trang và ga Tháp Chàm. Giao thông hàng không của Đà Lạt được thực hiện qua sân bay Liên Khương và sân bay Cam Ly. Sân bay Liên Khương cách trung tâm thành phố Đà Lạt 28 km về phía nam, nằm cạnh quốc lộ 20, thuộc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Phi trường này được người Pháp cho xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1933, khi đó chỉ có một đường băng bằng đất nện cứng dài 700 m. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Nhật Bản đã nâng cấp sân bay Liên Khương,
đường hạ cất cánh được giải cán đá và dùng cho mục đích quân sự. Phi trường còn tiếp tục được xây dựng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa với nhà ga dân dụng mới và mặt đường băng phủ bê tông nhựa có thể sử dụng cho máy bay dưới 35 tấn. Sau năm 1975, phi trường được Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp quản và điều hành, tới năm 1980 chuyển về Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam quản lý. Năm 2003, Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam đã nâng cấp sân bay Liên Khương đạt tiêu chuẩn 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế. Cuối tháng 12 năm 2009, nhà ga mới của sân bay với diện tích sàn 12.000m2 được khánh thành, bắt đầu khai thác các đường bay quốc tế. Thời điểm 2012, hãng hàng không Việt Nam Airlines khai thác mỗi ngày một chuyến bay khứ hồi Đà Lạt - Hà Nội, 4 chuyến bay khứ hồi Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh và 1 chuyến bay khứ hồi Đà Lạt - Đà Nẵng. Hãng hàng không Air Mekong cũng khai thác mỗi ngày một chuyến bay khứ hồi Đà Lạt - Hà Nội và 1 chuyến bay khứ hồi Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh. Phi trường thứ hai của Đà Lạt là sân bay Cam Ly, thuộc phường 5, cách trung tâm thành phố 3 km về phía tây. Trước kia, đây là sân bay quân sự của quân đội Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, sân bay Cam Ly thuộc Học viện Lục quân, rồi chuyển giao cho Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam. Do hoạt động không hiệu quả, sân bay này bị bỏ hoang nhiều năm và tới cuối 2010, được giao lại cho Bộ Quốc phòng quản lý. Tôn giáo và tín ngưỡng. Do những đặc điểm trong quá trình hình thành cộng đồng dân cư, đời sống tín ngưỡng và tôn giáo ở Đà Lạt rất đa dạng. Trên thành phố ngày nay có thể thấy sự hiện diện của 43 nhà thờ, tu viện công giáo hay tin lành, 55 ngôi chùa và tịnh xá Phật giáo, 3 thánh thất cao đài cùng rất nhiều những ngôi đình làng nằm rải rác. Hầu hết các tôn giáo lớn ở Việt Nam đều có mặt tại Đà Lạt, trong đó đạo Phật là tôn giáo có lượng tín đồ đông đảo nhất, tiếp đến là công giáo, đạo cao đài và đạo tin lành. Các tôn giáo du nhập vào vùng cao nguyên Lâm Viên từ khá sớm và sự tăng trưởng về số lượng tín đồ, cơ sở thờ tự đều gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thành phố. Kiến trúc. Đà Lạt là đô thị duy nhất ở Việt Nam được quy hoạch bài bản ngay từ khi hình thành. Vào năm 1906, khi nơi đây vẫn còn là một địa điểm hoang vắng, thị trưởng đầu tiên của Đà Lạt Paul Champaudry đã thiết lập một đồ án tổng quát kèm theo dự án chỉnh trang và phân lô cho thành phố tương lai, áp dụng phương pháp quy hoạch phân khu chức năng rất hiện đại thời kỳ đó. Năm 1921, thời điểm công cuộc kiến thiết thành phố bước vào giai đoạn mạnh mẽ nhất, kiến trúc sư nổi tiếng Ernest Herbrand nhận nhiệm vụ xây dựng đồ án quy hoạch với định hướng Đà Lạt có thể trở thành thủ đô của Liên bang Đông Dương trong tương lai. Thành phố Đà Lạt được ví như một bảo tàng kiến trúc phương Tây đầu thế kỷ 20 với nhiều công trình nổi tiếng và những biệt thự xinh đẹp. Các công trình kiến trúc tiêu biểu nơi đây đều chọn lựa bố cục tổng thể theo hình khối nằm ngang ổn định, gắn kết chặt chẽ với địa hình và hòa hợp với thiên nhiên. Những công trình xây dựng dưới thời thuộc địa đều có cơ sở thiết kế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và điều kiện sinh hoạt của cư dân. Trải qua một thời gian dài xây dựng thành phố, phong cách kiến trúc đã có nhiều thay đổi, từ phong cách kiến trúc thuộc địa tiền kỳ đơn giản với những cửa cuốn vòm và hành lang bao quanh, tới phong cách tân cổ điển với những trang trí phong phú, đến phong cách kiến trúc địa phương Pháp của những ngôi biệt thự và phong cách kiến trúc hiện đại với nhiều hình khối, bố cục phi đối xứng ở các dinh thự. Tuy Đà Lạt mang đậm dấu ấn của những kiến trúc sư người Pháp, nhưng các nhà kiến trúc này khi thiết kế những công trình cho Đà Lạt cũng đã chịu ảnh hưởng của đặc điểm thiên nhiên, đặc biệt là các điều kiện về khí hậu thời tiết, cảnh quan môi trường nơi đây. Hiện tượng giao thao này đã đem lại cho Đà Lạt một phong cách kiến trúc riêng độc đáo và nhiều bản sắc. Tuy vậy, sau nhiều thập niên phát triển thiếu quy hoạch và buông lỏng quản lý, kiến trúc đặc sắc của Đà Lạt đã chịu nhiều biến dạng. Tình trạng xây cất trái phép, không phù hợp với quy hoạch, lấn chiếm những khu vực trống, tàn phá rừng nội ô, khiến bộ mặt kiến trúc đô thị của Đà Lạt ngày nay trở nên nhem nhuốc. Không ít công trình kiến trúc giá trị không được bảo tồn tốt phải hứng chịu sự tàn phá của thời gian. Trong khắp thành phố, nhiều ngôi biệt thự cổ bị bỏ hoang hoặc biến thành chung cư, nhà trọ. Năm 2010, chính quyền tỉnh Lâm Đồng thông báo quyết định mời một nhóm kiến trúc sư thuộc Viện Thiết kế Quy hoạch Đô thị Paris và một công ty thiết kế quy hoạch khác của Pháp thực hiện quy hoạch lại Đà Lạt. Đà Lạt là nơi tổ chức nhiều lễ hội diễn ra như Festival Hoa Đà Lạt, Lễ hội Đồi Cỏ Hồng, Lễ hội Mưa. Năm 2022, lần đầu tiên Đà Lạt tổ chức lễ hội Festival Hoa Đà Lạt 2022 kéo dài 2 tháng từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 với chủ đề Đà Lạt thành phố 4 mùa hoa. So với các đô thị khác của Việt Nam, Đà Lạt là thành phố được thiên nhiên dành cho nhiều ưu ái. Những thắng cảnh của thành phố nằm rải rác ở cả khu vực trung tâm lẫn vùng ngoại ô như Hồ Xuân Hương, Đồi Cù, Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thác Brent từ lâu đã trở nên nổi tiếng. Các địa điểm như Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở hay Thác Brent đã mất đi nét hoang sơ bởi sự xuất hiện của quá nhiều hàng quán,
khu trò chơi và cây cảnh. Thác Voi, một thắng cảnh khác không xa Đà Lạt, cũng bị ô nhiễm nặng do những người dân sinh sống ở vùng thượng nguồn thường xả rác và chất bẩn xuống dòng suối. Vào năm 2008, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rút tên hai thác Liên Khương và Guga khỏi danh sách di tích quốc gia bởi cảnh quan hai danh thắng này đã bị thay đổi. Các bạn thấy sao về tiểu Paris thu nhỏ? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho chúng tôi biết nhé! Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo!